Cảm ơn Chúa cho lời của Ngài trong buổi sáng ngày hôm nay. Dân số ký chương 5. Tôi xin thần linh của Chúa, Ngài cũng soi dẫn, làm sống lại Ngài cho chúng con. Ta Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chương này nói về sự tách biệt ra khỏi tội lỗi. Phần A, tách ra khỏi những tác hại của tội lỗi. Câu 1 đến câu 2, lệnh đuổi những người ô uế ra khỏi trại. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy biểu dân Israel đuổi ra ngoài trại quân hết thảy người phung, người có bệnh bạch trược và người vì cớ đụng đến một xác chết nào đã bị ô uế. Hãy nói con cái Israel, những người đó phải ra khỏi trại. Khi dân Israel chuẩn bị hành quân đến đất hứa, thì những người phung được đề cập đến trong Lê-vi ký chương 13, những người bị di tinh trong Lê-vi ký chương 15, và bất cứ thầy tế lễ nào đụng vào xác chết ngoại trừ của một người họ hàng gần, Lê-vi ký chương 21 câu 1 câu 2, đã được lệnh là cho ra khỏi trại quân Israel cho đến khi tinh sạch theo nghi lễ. Bây giờ Đức Chúa Trời phán rằng Israel phải làm những gì Ngài đã truyền dạy trước đây. Chúng ta lưu ý là có đề cập đến chữ là tinh sạch theo nghi lễ, có nghĩa rằng người đó không phải vì tội phạm mà bị những cái đó, nhưng mà ở đây là bị ô uế theo nghi lễ, tức là bị ô uế về mặt nghi lễ nhưng mà còn không phải là vì tội, thầy tế lễ đụng vào xác chết vì tội hoặc là bị bệnh phung vì tội, nhưng mà đây là bị ô uế và Chúa quy định. Cho nên cái chữ tinh sạch theo nghi lễ, có lẽ sắc lệnh này đã đưa ra ý tưởng đầu tiên về một bệnh viện nơi tất cả những người bị rối loạn truyền nhiễm, rối loạn về sức khỏe và truyền nhiễm đã được đưa vào các khu vực cụ thể để được điều trị y tế, trích dẫn của Clark. Đưa ra khỏi trại hay là đuổi ra khỏi trại. Không phải bất kỳ điều nào trong số này đã tạo nên một con người, hoặc chứng tỏ họ là một tội nhân khét tiếng, mặc dù điều đó thường bị cho là sai. Nhưng bệnh hủi, sự ô uế và xác chết là những lời nhắc nhở về hậu quả của tội lỗi mà từ đó dân Israel phải tách ra khi họ chuẩn bị hành quân đến đất hứa. Đây cũng có thể là một sự tương tự về bản chất tội lỗi của chúng ta được thừa hưởng từ Adam. Ngay cả như một người phung không chọn bệnh phung nhưng di truyền nó, vì vậy bản chất tội lỗi của chúng ta không do chúng ta chọn mà là di truyền từ Adam. Tất nhiên, chúng ta chọn những hành vi tội lỗi riêng lẻ nhưng bản chất tội lỗi của chúng ta đã được di truyền bẩm sinh. Cái mầm tội lỗi nó đã có rồi, còn mỗi người thì có những cái tội riêng. Rõ ràng ở giai đoạn này trong quá trình tiến tới đất hứa của dân Israel, họ đã được tổ chức và ra lệnh bởi Đức Chúa Trời. Giờ đây họ sẽ bị thử thách về sự trong sạch. Đức Chúa Trời đang muốn biến Israel trở thành dân sự của đất hứa và điều đó có nghĩa là một dân tộc được thanh tẩy. Bề rộng và lý do của mạng lệnh. Câu 3 đến câu 4. Bất luận nam hay nữ, các ngươi phải đuổi họ ra ngoài trại quân, hầu cho họ không làm cho trại quân bị ô uế là nơi ta ngự ở trong. Dân Israel làm như vậy, đuổi họ ra khỏi trại quân, y như Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh cho Môi-se vậy. Cả nam và nữ đều không được ngoại trừ khỏi lệnh này. Sự thông cảm hay là sự vượt trội về nhận thức, sự ưu ái thì đều không thể giải thoát cho ai đó khỏi hậu quả của sự tàn phá của tội lỗi. Ta ngự ở trong. Lý do chính cho sự phân cách được truyền lệnh này là vì Đức Chúa Trời sống ngự ở trong tại trong Israel, nên tội lỗi là và những hậu quả của nó phải được tách biệt. Đức Chúa Trời quan tâm đến nhiều hơn những hành vi tội lỗi của cá nhân chúng ta. Ngài yêu cầu bản chất tội lỗi của chúng ta phải được giải quyết. Chỉ trong Chúa Giê-xu, bản chất tội lỗi của chúng ta, con người cũ mới có thể bị đóng đinh. Và bản chất của Chúa Giê-xu, con người mới được ban cho chúng ta như những tạo vật mới. Đức Chúa Trời không thể ở với con người cũ, nhưng có thể ở với con người mới. Bạn không thể là người của đất hứa nếu sự tàn phá của tội lỗi hiển hiện rõ ràng trong cuộc sống của bạn. Chắc chắn người dân đất hứa không hoàn hảo, đến nỗi không hề có tội lỗi. Nhưng họ không trắng trợn, không cố ý, không đi trong bản chất tội lỗi được minh họa rõ ràng bởi những người ở bên ngoài trại, tách biệt khỏi những thiệt hại mà tội lỗi của chúng ta gây ra. Phần B. Mạng lệnh thay thế trong câu 5 đến câu 7. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cùng dân Israel như vậy, khi một người nam hay nữ phạm một trong những tội người ta thường phạm cho đến can phạm cùng Đức Giê-hô-va và vì cớ phải mắc tội, thì người ấy phải xưng tội mình đã phạm ra và trải tang vật lại đủ và thêm 1/5 giá vật mà giao cho người mình đã mắc tội cùng. Người đó phải bồi thường đầy đủ về hành vi phạm tội của mình, bởi vì việc bồi thường được truyền lại. Đây rõ ràng là trường hợp phạm tội với người khác, chẳng hạn như là trộm cắp ở trong Lê Vi Ký chương 5 câu 14, chương 6 câu 7, hoặc tước đoạt của Đức Chúa Trời điều gì thuộc về Ngài, cộng với 1/5 của nó. Việc bồi thường đã được chỉ định ở trước, bây giờ phải được thực hiện, hoàn trả lại số tiền đã thực hiện, hoặc giữ lại và thêm hình phạt vào đó là 20%. Làm thế nào để đền tội cho người chết?
Câu 8. Nếu người này không còn và không bà con nào để lãnh tang vật đó, thì vật ấy sẽ về Đức Giê-hô-va, tức là thầy tế lễ, ngoại trừ con chiên đực về lễ chuộc tội mà thầy tế lễ sẽ dùng đặng chuộc tội cho người mắc tội đó. Nếu không có một người bà con nào còn sống để đền bù, thì việc đền bù sẽ thuộc về Chúa. Việc trả tiền bồi hoàn cũng quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng hơn. Đối với kẻ có tội phải trả tiền cũng như đối với nạn nhân nhận nó. Quyền của mọi người Israel được giữ phần trong của lễ mình mang đến, câu 9 đến câu 10. Phạm lễ vật chi biệt riêng ra thánh mà dân Israel dâng cho thầy tế lễ đều sẽ thuộc về người. Những vật biệt riêng ra thánh mà mỗi người dâng sẽ thuộc về người, vật chi mỗi người ban cho thầy tế lễ chắc sẽ thuộc về người vậy. Một số lễ vật nhất định, chẳng hạn như lễ của lễ bình an ở trong Lê Vi Ký chương 3, người dâng sẽ nhận một phần của lễ trở lại, như một miếng thịt ngon chẳng hạn, để họ và gia đình họ có thể dùng bữa ăn thông công với Chúa. Mạng lệnh này nhắc nhở về quyền tuyệt đối mà người dâng tế phải chia sẻ trong những của lễ như vậy. Về cơ bản, nó là một cách để duy trì một cánh cửa rộng mở cho mối tương giao với Chúa. Thầy tế lễ không thể lấy đi phần của người dâng tế, và một vị vua không thể đánh thuế cái phần đó. Do đó, ở giữa chương này về sự tách biệt khỏi tội lỗi, Đức Chúa này nhắc nhở dân Israel về mục đích của sự tách biệt này, đó là mối tương giao với Đức Chúa Trời là quan trọng. Tách ra khỏi tội lỗi nhưng mà tương giao với Chúa. Cuối cùng, đây là lý do để theo đuổi sự trong sạch, sự nên thánh. Phước cho những người có lòng trong sạch vì họ sẽ được thấy Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ chương 5 câu 8. Phần C, tách khỏi sự nghi ngờ về tội lỗi, tình trạng hay là những tình huống có thể xảy ra, câu 11 đến câu 14. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy nói cho dân Israel biết rằng nếu một người đàn bà lỗi đạo và phạm tội bất chánh cùng chồng, nếu có một người nam gian dâm cùng nàng mà việc nhẹ khuất mắt chồng, nếu nàng bị ô uế kín nhiệm, không có chứng cớ đối cùng nàng và nàng không bị bắt tại trận, nếu tánh ghen phát nơi người chồng ghen vợ mình hoặc đã thật bị ô uế hoặc không có bị ô uế. Nếu vợ của bất kỳ người đàn ông nào mà lầm lạc và cư xử không chung thủy với chồng của mình, thì phân đoạn độc đáo này đề cập đến tinh thần ghen tuông trong hôn nhân. Rõ ràng sự ghen tuông vô căn cứ thì đã làm hỏng cuộc hôn nhân của nhiều người, và sự ghen tuông chính đáng thì đã buộc phải chú ý đến việc đối mặt với tội ngoại tình ở trong phân đoạn này. Đức Chúa Trời ban cho dân Israel một cách để đối phó với điều này. Luật này được đưa ra một phần để ngăn cản những người vợ ngoại tình và một phần để đảm bảo an toàn cho những người vợ, chống lại cơn thịnh nộ của những người chồng cứng lòng, cứng cỏi, vì là những kẻ mà đa nghi, có thể, tức là hay ghen ấy, có thể phá hủy họ hoặc ít nhất là bỏ họ. Nếu tinh thần ghen tương xuất hiện và người chồng trở nên ghen tương với vợ mình, thì đôi khi sự ghen tương đó ở trong hôn nhân được bộc lộ là hoàn toàn chính đáng vì có lý do. Những lần khác ấy, thì nó thấy hoàn toàn là trường hợp khác thì thấy hoàn toàn là sai. Dù thế nào đi nữa thì Đức Chúa Trời biết điều đó có nghĩa là phải giải quyết cái việc này. Và ở đây Ngài ban cho dân Israel một phương cách để thực hiện. Thông thường người bạn đời của chúng ta biết liệu chúng ta đã trao thân xác hay là trái tim của mình cho người khác hay chưa, bất kể người ta cố gắng che giấu điều đó trong tuyệt vọng như thế nào. Những trường hợp khác ấy, thì ghen tương chỉ là một bức tường, giống như cái bệnh ghen vậy, bệnh hay ghen. Đó là những trường hợp khác và cũng cần phải được giải quyết. Của lễ để hóa giải tinh thần hay là sự ghen tương trong câu 15, thì người này phải dẫn vợ mình đến trước mặt thầy tế lễ, và vì nàng đem theo 1/10 epha bột mạch nha dùng làm của tế lễ, người chớ nên chế dầu vào và cũng chẳng nên bỏ nhũ hương lên trên, vì là một của lễ chay về sự ghen tương, một của lễ chay kỷ niệm đặng nhắc tội gian ác. Sau đó người đàn ông sẽ mang vợ mình đến gặp thầy tế lễ. Người chồng ghen tương phải mang một lượng bột lúa mạch nhất định, và chỉ có loại ngũ cốc này thôi, không kèm theo dầu hoặc là nhũ hương, là những thứ mà thường đi kèm với của lễ chay, nhưng mà của lễ ghen tương thì không có dầu và nhũ hương. Rồi người chồng sẽ không đổ dầu lên nó, tức là không thể có dầu hoặc là nhũ hương ở trên cái của lễ này. Những thứ được cho là của những cái đó làm ngọt một lễ vật điển hình, nhưng không có gì ngọt ngào bằng của lễ này để tưởng nhớ về cái tội này. Cái tội ghen tương này, lễ vật này quả thật là cay đắng và không ngọt ngào, vì người vợ sẽ bị cái tội ngoại tình hoặc người chồng bị cái tội vì nghi ngờ vô căn cứ. Đặng nhắc tội gian ác không phải là người vợ đã ngoại tình và không nhớ chuyện đó. Nó không phải là để cho người chồng hoặc người vợ nhớ, mà cho cả cộng đồng nhớ về bản chất khủng khiếp của việc ngoại tình hoặc là về việc tố cáo sai sự thật. Nghi lễ của cái buổi lễ phân xử này, câu 16 đến câu 28, thầy tế lễ sẽ biểu người nữ đến gần đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Kế đó thầy tế lễ lấy nước thánh đổ vào chậu đất, hốt bụi ở trên đất của đền tạm mà bỏ trong nước. Đoạn thầy tế lễ phải biểu người nữ đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, lột trần đầu nàng, để của lễ kỷ niệm trên lòng bàn tay nàng, nghĩa là của lễ chay về sự ghen tương. Và thầy tế lễ phải có nước đắng dáng rùa sả trong tay mình. Thầy tế lễ phải bắt người nữ thề và nói cùng nàng rằng, nếu chẳng một người nam nào nằm cùng ngươi, và nếu đương dưới quyền chồng, ngươi không có lỗi đạo và không bị ô
ấy thì chẳng phải mắc một điều hại nào của nước đáng giáng rủa sả này. Còn nếu đương dưới quyền chồng mà ngươi lỗi đạo, nếu ngươi bị ô uế và nếu một người nào khác hơn chồng đã nằm cùng ngươi, bây giờ thầy tế lễ phải bắt người nữ lấy một lời thề trù ẻo mà thề và nói cùng nàng rằng: cầu Đức Giê-hô-va khiến cho ngươi trở nên một mầm rủa sả và trù ẻo giữa bọn dân sự ngươi, làm cho ngươi ốm lòi hông và phình bụng lên. Nước đáng giáng rủa sả này khá chui vào ruột gan và làm cho bụng ngươi phình lên và ốm lòi hông. Người nữ sẽ nói rằng: Amen, Amen. Kế đó thầy tế lễ phải viết các lời trù ẻo này trong một cuốn sách rồi lấy nước đắng bôi đi. Thầy tế lễ sẽ biểu người nữ uống nước đắng giáng rủa sả. Nước đắng giáng rủa sả sẽ vào trong mình nàng đặng làm cay đắng cho nàng. Đoạn thầy tế lễ sẽ lấy khỏi tay người nữ của lễ chay về sự ghen tương, đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng lên trên bàn thờ. Rồi lấy một nắm của lễ chay kỷ niệm và xông trên bàn thờ, kế biểu người nữ uống nước đắng. Và khi nào thầy tế lễ biểu người uống nước đắng rồi, nếu quả người có bị ô uế và phạm tội bất chánh cùng chồng mình, thì nước đắng giáng rủa sả sẽ vào mình làm cay đắng cho nàng, bụng nàng sẽ phình lên, hông nàng ốm lòi và người nữ này sẽ làm một mầm rủa sả giữa vòng dân sự mình. Còn nếu người nữ không bị ô uế, vẫn thanh sạch thì nàng sẽ chẳng bị một điều hại nào và sẽ sanh con. Hốt bụi ở trên đất, người thầy tế lễ sẽ hốt bụi ở trên đất của đền tạm mà bỏ vào trong nước. Nước này làm đắng từ bụi ở trên sàn của đền tạm. Và trong khi người phụ nữ cầm của lễ ngũ cốc ở trong tay, của lễ chay ở trong tay, một lời nhắc nhở về mối tương giao với Đức Chúa Trời, thầy tế lễ sẽ đặt cái lời thề đối với người phụ nữ. Ý tưởng lột trần đầu nàng ở trong câu 18 là tháo gỡ và xõa tóc của cô ta ra. Việc không buộc tóc của một người phụ nữ là một gợi ý khác cho thấy cô bị coi là ô uế. Người cùi phải để xõa tóc như một dấu hiệu cho thấy họ không sạch sẽ. Trích dẫn của Wenham. Câu 19. Trong câu 19 nói về thầy tế lễ phải bắt người nữ thề và nói cùng nàng rằng, thì trong lời tuyên thệ của mình, người thầy tế lễ sẽ long trọng thông báo rằng nếu người phụ nữ vô tội về tội ngoại tình, cô ấy sẽ không bị dính nước đắng mang theo lời nguyền rủa này. Nhưng nếu trên thực tế cô ấy phạm tội ngoại tình thì cô ta phải chịu lời nguyền rủa đó. Ảnh hưởng của lời nguyền rủa là làm cho ngươi bị ốm lòi hông ở trong câu 21 và 22. Ở đây nói một cách gọi tắt đó là tử cung ấy, bị thối rữa và bụng của ngươi phình ra. Sau khi thầy tế lễ nói điều này thì người nữ sẽ nói rằng Amen, Amen. Trong câu 22, cô phải đồng ý rằng nếu cô vô tội thì cô đáng được minh oan, nhưng nếu cô có tội thì đáng bị trừng phạt bởi lời nguyền rủa. Cô không được phép tùy ý mà nói hay là bào chữa. Tốt, thôi được rồi, tôi đã làm điều đó, nhưng mọi chuyện thực sự ổn trước mặt Chúa. Dù sao thì chúng tôi yêu nhau hoặc là chồng tôi đã bỏ bê tôi. Ít nhất là nghi lễ này đòi hỏi tội lỗi phải được gọi là tội lỗi. Có tội hay là vô tội chứ không có bào chữa. Bào chữa là biến ngọt thành cay, cay thành ngọt. Ở trong câu 23, thầy tế lễ phải viết các lời trù ẻo này trong một cuốn sách rồi lấy nước đắng mà bôi đi. Cũng có nghĩa là cái chữ mà lấy nước đắng bôi đi ấy, nó có nghĩa rằng là nước đắng lấy rửa, nước để xóa hay là cào nó ra, cào cái mực nó ra. Sau khi đọc lời nguyền rủa và nghe lời đồng ý của người phụ nữ, thầy tế lễ sẽ viết cái lời thề vào một cuộn giấy và cạo cái mực khô cho vào nước đắng. Hãy nghĩ xem điều gì đã làm cho nước trở nên cay đắng. Cả bụi thánh của lều tạm và lời thề đựng trong lời nguyền đối với kẻ có tội. Sự kết hợp giữa nhìn thấy sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và hình phạt dành cho tội nhân thật là cay đắng. Của lễ chay về sự ghen tương. Sau đó người thầy tế lễ sẽ dâng của lễ, một hình ảnh của sự thông công và tạ ơn Chúa, và người phụ nữ bị buộc tội sẽ uống nước đắng. Thì nước đắng sẽ giáng rủa sả vào mình làm cho nàng cay đắng. Theo thời gian sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ hiển lộ nếu có. Nếu cô ấy mắc một số bệnh nội khoa, đặc biệt là ảnh hưởng đến tử cung, thì đó sẽ được coi là bằng chứng cho thấy tội lỗi của cô ấy. Nhưng nếu cô ấy khỏi bệnh và tiếp tục sinh con, thì đó sẽ được coi là sự minh oan. Những người rabbi Do Thái nói rằng phiên tòa xét xử bởi dùng nước ghen tuông nước đắng này đã bị bỏ sau thời gian họ bị giam cầm từ Babylon trở về, bởi vì họ thường xuyên ngoại tình. Có nhiều người đã phạm lỗi đến nỗi họ sợ danh Chúa bị sỉ nhục do thường xuyên bị kháng cáo, bởi vì vào thời đó là người ngoại đạo xem ngoại tình cũng giống như cái mốt và giống như ngày nay vậy, nó tràn lan ra giống như bệnh dịch. Các rabbi Do Thái cũng nói rằng nếu phụ nữ phạm tội thì căn bệnh tương tự sẽ đến với người đàn ông mà cô ta đã ngoại tình. Nhưng họ cũng nói rằng dầu vợ có tội nhưng chồng cũng tội ngoại tình thì nước đắng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Một số quan sát. Rõ ràng, đây là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời không muốn các cặp vợ chồng sống trong tình trạng ghen tương triền miên, tức là cái bệnh ghen ấy. Ngài đưa ra một số cơ chế làm thế nào để cảm xúc ghen tương có thể được chứng minh hoặc bị bác bỏ, và mối quan hệ sẽ được giải quyết thật tận gốc rễ từ đó. Cái nghi lễ này chỉ xử lý với người vợ ngoại tình, chứ không phải với người chồng. Vì phần lớn luật pháp Môi-se là luật học,
hay là các trường hợp luật được đưa ra. Có nghĩa là lường trước mọi tình huống có thể xảy ra, có khả năng nghi lễ tương tự sẽ được thực hiện nếu một người vợ nghi là người chồng của mình ngoại tình. Buổi lễ này chỉ có thể hoạt động với một số yếu tố siêu nhiên có liên quan. Uống nước có nhiều bụi bẩn và nước có mực cào ra trong đó sẽ chỉ gây ra bệnh nội tạng, và cái bệnh nội tạng này nó chỉ có đối với những người phạm tội ngoại tình mà thôi. Cũng như những áp lực căng thẳng tinh thần khi một người bêu ra trước công chúng nói rằng đây là có tội và công khai tuyên bố sự đúng đắn của bản án đối với kẻ có tội không thể tốt cho sức khỏe một người. Ít nhất ấy, buổi lễ này đã khiến cho toàn bộ cộng đồng dường như là một buổi lễ công khai nhận thức được sự xấu xa của tội ngoại tình và mức độ nghiêm trọng của việc cố gắng che giấu tội lỗi của người đó. Bản thân sự tồn tại của nghi lễ đã là một động cơ khuyến khích sự chung thủy trong hôn nhân và do đó tốt cho cả dân tộc. Chắc chắn cả sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự hoàn hảo của lời Ngài đều làm chứng chống lại chúng ta. Chúng ta buộc phải uống một chén đắng sẽ hủy diệt chúng ta, nhưng Chúa Giêsu Ngài đã uống nó cho chúng ta. Trong Ma-thi-ơ chương 26 câu 3, rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Câu 42, Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống thì xin ý Cha được nên. Tức là sợ đã là người trong trần gian này thì không ai mà thoát khỏi sự phạm tội. Mặc dầu Chúa Giêsu Ngài không hề phạm tội mà Chúa xin Cha cho đừng có uống chén này. Rồi sau đó thì Chúa nói nếu như không thể được thì xin ý Cha được nên. Câu 29 đến 31, phần kết luận. Đó là luật lệ về sự ghen tương khi một người đàn bà ở dưới quyền chồng mình lỗi đạo và bị ô uế, hoặc khi nào tánh ghen phát sanh nơi người chồng mà ghen vợ mình, người phải đem vợ đến trước mặt Đức Giê-hô-va và thầy tế lễ sẽ làm cho nàng hết thảy điều chi luật lệ này truyền dạy. Người chồng sẽ vô tội, còn người đàn bà đó sẽ mang lấy tội mình. Đây là một buổi lễ nhằm giải quyết mọi việc, hoặc là người chồng đã đúng hay là sai trong cơn ghen tương của mình. Nếu người vợ anh ta thực sự ngoại tình thì anh ta đúng, nếu không thì bị sai. Vấn đề phải được giải quyết và đây là cách của Chúa làm về điều đó. Hai vấn đề cuối cùng của sự trong sạch liên quan đến sự phục hồi và phải giải quyết cho sự ghen tương là làm cho Israel trở thành một dân tộc của đất hứa thuần khiết trong các mối quan hệ cá nhân của họ. Bạn không thể là một người của miền đất hứa nếu mối quan hệ của bạn với những người khác đã bị bốc mùi. Bạn phải đền tội và phải giải quyết mọi việc. Tạ ơn Chúa. Đây là cái phần tiếp theo trích từ trong trang biblecommentar.de, phần ở trong từ điển Kinh Thánh nói về ngoại tình. Ngoại tình bị cấm trong 10 điều răn, nhưng cả ở đó và nơi khác đều không mô tả chi tiết về tội lỗi này. Đối với người đàn ông, rõ ràng là nếu anh ta chăn gối với một người phụ nữ nhưng cô ấy chưa kết hôn thì anh ta không bị buộc tội ngoại tình như trong Cựu Ước. Ngay cả khi anh ta đã kết hôn, nếu anh ta ngoại tình với một phụ nữ khác đã kết hôn hoặc đã đính hôn thì cả hai đều sẽ bị xử tử trong Phục Truyền chương 22 câu 22 đến 24. Cô không được phép chăn gối với bất kỳ ai ngoài chồng mình. Và nếu người chồng nghi người vợ mình gian dâm thì lấy nước đắng để thử sự trong trắng của người vợ. Trong Dân Số Ký mà chúng ta đọc ở chương 5 này câu 11 đến câu 31. Nhưng không nơi nào chúng ta đọc được rằng cho thấy rằng một người đàn ông thực sự bị ném đá vì tội ngoại tình hay một người phụ nữ phải uống nước đắng. Từ Tân Ước chúng ta được biết rằng vì lòng dân cứng cỏi mà Môi-se cho phép nới lỏng luật pháp. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 24 câu 1, một người đàn ông được phép đuổi vợ nếu anh ta tìm thấy một sự xấu hổ nào ở vợ mình. Cái chữ xấu hổ này có nghĩa là lõa lồ của một bị lòi ra một việc nào đó, một việc nào đó. Có thể là một mối quan hệ tình dục với người đàn ông khác. Nó dễ dàng hơn nhiều so với việc đưa một người phụ nữ đáng ngờ ra trước công lý. Vào thời điểm Tân Ước, thông thường một người đàn ông sẽ đuổi vợ nếu anh ta không còn thích vợ mình nữa. Điều này sau đó anh ta biện minh rằng bằng cách quy định về đơn ly hôn. Vì lý do này mà Chúa cũng cứng rắn đối với việc sa thải, như những người Pharisee nói điều này trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 3 đến câu 9. Người Pharisee bèn đến gần để thử Ngài mà rằng: Không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam một người nữ, và có phán rằng vì cớ người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Họ lại hỏi Ngài rằng: Vậy chớ sao Môi-se đã dạy lập tờ đẻ đặng đẻ vợ đi? Ngài phán rằng: Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép đẻ vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Và ta phán cùng các ngươi, nếu ai đẻ vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm, nghĩa là ngoại tình. Vậy hễ ai cưới vợ người vợ bị đẻ thì phạm tội ngoại tình. Có thể chính những người đàn ông đã không có lương tâm trong sạch, chẳng hạn như những người đã xô đẩy người đàn bà phạm tội ngoại tình đến với Chúa Giêsu trong Giăng chương 8 câu 3, bởi vì bắt quả tang người phụ nữ, quả tang mà lại không thấy người đàn ông đâu.
Chúng ta có một biểu hiện tội lỗi khủng khiếp ở trong các quan xét chương 19 là một câu chuyện kinh khủng về người Lê-vi ở núi Ephraim với người vợ bé của người vợ bé phạm tội ngoại tình ấy. Và trong Jeremy buộc tội dân Israel ngoại tình, điều này đòi hỏi sự phán xét. Ông so sánh dân chúng với những con ngựa được ăn no nê vì chúng đi lang thang và mỗi người chạy theo vợ của người hàng xóm của mình. Jeremy chương 5 câu 8, chúng nó cũng như con ngựa mập mạp chạy lung, mỗi một người theo sau vợ kẻ lân cận mình mà hí. Chương 13 câu 27, những sự gớm ghiếc tức là sự dâm dục và tiếng hí ngươi, tội gian ác, tội ác tà dâm ngươi trên các gò đồng ruộng thì ta đã thấy hết. Hỡi Jerusalem, khốn thay cho ngươi, ngươi chẳng khứng làm sạch mình cho đến chừng nào. Chúa Giêsu giải thích rằng một người đàn ông sẽ ngoại tình hoặc gian dâm về mặt đạo đức trong lòng khi anh ta tham muốn một người phụ nữ. Ma-thi-ơ chương 5 câu 28, song ta phán cùng các ngươi, cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người đó rồi. Ngoại tình cũng có một ý nghĩa tượng trưng. Israel đã kết hôn với Chúa, nhưng thay vì cư xử như một người vợ trung thủy thì bà đã tìm kiếm những người tình khác và ngoại tình với những thần tượng của mình. Ê-xê-chiên chương 23 câu 37, vậy ngươi khá hỏi kẻ tiên tri rằng Đức Giê-hô-va đã trả lời cho ngươi làm sao, hay là Đức Giê-hô-va đã phán thế nào? Hội thánh giả mà Giê-sa-bên dung túng ở giữa cũng hoạt động theo cách tương tự. Đức Chúa Trời sẽ đưa mụ ta và những kẻ ngoại tình với mụ ta vào cảnh khốn cùng nếu như họ không ăn năn về những việc làm của họ. Khải Huyền chương 2 câu 22, này ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta ơn Chúa cho trong bài học này.